Trương Lê Dính và Phùng Thiệu Phong ly hôn đã được người này tiên tri, cả hai chưa từng trao nhẫn. So với nhiều cặp đôi trong làng giải trí, Trương Lê Dính và Phùng Thiệu Phong là couple khiến công chúng bất ngờ nhất khi đột ngột tuyên bố ly hôn. Mới tháng trước còn cùng nhau đi ăn, vậy mà tháng sau cả hai lạnh lùng tung ra thông cáo báo chí, khẳng định đường ai nấy đi sau gần 3 năm bên nhau. Trang BTS mới đây có một bài viết gây chú ý khi lật lại lời tiên tri về cuộc hôn nhân của hai người. Nhân vật chia sẻ lời tiên tri này là Mạc Tiểu Kỳ, nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz, từng tiên đoán chính xác về cuộc hôn nhân sóng gió của già nải lượng Lý Tiểu Lộ và những mối quan hệ rắc rối, đào hoa của Cao Văn Tường. Mạc Tiểu Kỳ từng dự đoán Triệu Lê Dĩnh chưa cưới đã bầu, năm 2019-2020 sẽ là năm mà người đẹp này thông báo mang thai. Quả thật, ngày đầu tiên của năm 2019, nàng Sở Kiều có chia sẻ tin vui chuẩn bị theo đón đứa con đầu lòng. Tiếp đó, theo dự đoán, 2021-2022 sẽ là năm hai vợ chồng nhà tài tử họ Phùng đối mặt với nhiều vấn đề tình cảm. Không ngờ rằng chính trong năm này, Triệu Lê Dĩnh tuyên bố ly hôn, tất cả những vấn đề trên đều trúng hoàn toàn. Trang BTS nhận định rằng Mạc Tiểu Kỳ không hổ danh là thánh tiên tri. Trong một diễn biến khác, Trang 163 đã tiết lộ rằng nguyên nhân ly hôn của hai người bắt nguồn từ mẹ của Phùng Thiệu Phong. Bà muốn Triệu Lê Dĩnh sớm sinh con thứ hai, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, trong khi nàng Sam Sam lại muốn nhanh chóng quay trở lại showbiz càng sớm càng tốt. Xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu cứ thế gia tăng, Phùng Thiệu Phong lại không thể bảo vệ vị trí trong gia đình của bà xã, cặp đôi dần dần có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Một nguồn tin trong giới còn cho hay, Phùng Thiệu Phong từng cố gắng níu kéo Triệu Lê Dĩnh, cả hai từng ra ngoài hẹn hò để bồi đắp lại tình cảm nhưng rất tiếc vẫn không thể như xưa. Trước khi tuyên bố ly hôn khoảng 10 ngày, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi chơi trò, trốn thoát mọi mật thất. Tài tử họ Phùng còn cầm giúp vợ bình nước, chẳng ai có thể ngờ rằng Triệu Lê Dĩnh vẫn cương quyết ly hôn với chồng. Sau khi Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, CNET đều cho rằng cả hai có quá nhiều điều ẩn khúc đằng sau cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực này. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, netizen đã đào lại bài phỏng vấn năm xưa của Phùng Thiệu Phong. Khi tham gia một show truyền hình, anh nghẹn ngào nói trước ống kính: "Vậy rốt cuộc em có thực sự muốn kết hôn với anh không? Có thực sự yêu anh hay không? Hay chỉ vì cần phải yêu, cần phải kết hôn nên mới ở bên anh mà thôi?" Vì lời chia sẻ này, netizen cũng bày tỏ sự hoài nghi, phải chăng cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lê Dĩnh trước đó không có tình yêu? Đáng chú ý, MC của chương trình đã phát hiện ra trên tay của Phùng Thiệu Phong không hề đeo nhẫn cưới. Nam diễn viên nói với giọng điệu buồn bã: "Cho tới tận bây giờ em vẫn chưa có nhẫn cưới." Khi được hỏi vì sao, tài tử họ Phùng ấp úng một hồi lâu rồi bộc bạch: "Em cũng không biết nữa, vợ em chưa từng đưa nhẫn cưới cho em." Nghe xong những lời chia sẻ này, netizen cảm thấy vô cùng xót xa cho mối quan hệ của cả hai. Thời điểm tham gia show này, hai vợ chồng vừa đón quý tử tương tự chào đời. Có thể thấy, ngay từ thời điểm này, cặp đôi đã có những khúc mắc trong mối quan hệ mà chỉ có hai người mới hiểu được. Phùng Thiệu Phong là người sống thiên về tình cảm, trong khi Triệu Lê Dĩnh lại là người sống lý trí. Về phía Triệu Lê Dĩnh, cô từng cho biết bản thân là người độc lập, không ỷ lại vào tình cảm của đối phương. Theo Sina, quan điểm của nữ diễn viên sẽ giúp nữ kiều luôn cảm thấy có không gian riêng tư. Nhưng với một người thích cảm giác được che chở cho người khác như Phùng Thiệu Phong, tính cách mạnh mẽ của Triệu Lê Dĩnh khiến anh thiếu cảm giác an toàn, không thực hiện được trọn vẹn nghĩa vụ mà người chồng phải làm. Sức hấp dẫn lớn nhất của Lê Dĩnh là mang lại cho người đàn ông của mình một cảm giác tự do. Vì vậy, tôi cũng không biết cô ấy cưới tôi vì yêu hay là chỉ đơn thuần tìm lại một người để kết hôn, sinh con. Nam diễn viên chia sẻ ẩn ý.